Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của tỉnh Tuyên Quang đạt gần 71 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số tiền đầu tư gần 2 tỷ đồng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay vào cho trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Yên Hoa, huyện Na Hàng đang được xây dựng một nhà bán trú mới. 43 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, đáp ứng những yêu cầu đổi mới. Trong phần tin quốc tế, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12. Hãng Boeing thừa nhận các sai sót của mẫu máy bay 737 Max. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đã đạt được về kinh tế xã hội trong năm 2019. Kết quả tích cực này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhất định trên nhiều lĩnh vực, giúp cho việc củng cố và tăng cường niềm tin trong nhân dân và cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các đại biểu góp ý một số giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng chương trình hành động tổng thể về ứng phó với các diễn biến tiêu cực của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh cải cách, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan nhà nước, quản lý thông tin trên mạng xã hội, cải cách y tế, giáo dục. Về vấn đề tai nạn giao thông thời gian qua, đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng cần có những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tai nạn giao thông. Năm 2019, tình hình tai nạn giao thông có giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn ở mức cao. Kết quả đạt được chưa vững chắc, liên tục xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người, tài sản. Từ thực tế đó, đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị chính phủ cần tập trung vào 7 vấn đề trọng tâm. Để có văn hóa trong tham gia giao thông, trước hết phải thực hiện nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời có tính cộng đồng biểu hiện qua việc nhường nhịn nhau khi đi trên đường, khi xảy ra tai nạn, va chạm thì giúp đỡ người bị nạn. Văn hóa giao thông cần được thấm sâu vào nhận thức của mỗi người thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, do đó cần có những giải pháp tổng thể ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, xây dựng lại các chuẩn mực, quy tắc đạo đức, văn hóa trong xã hội, gắn liền các hành vi tham gia giao thông với chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong xã hội. Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tham gia giao thông, tập trung đúng đối tượng, nội dung và hình thức phù hợp. Thứ ba, quan tâm chống tiêu cực tham nhũng vặt trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện để phòng ngừa kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm minh các trường hợp tiêu cực, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông để tạo lòng tin của nhân dân. Thứ tư, rà soát quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông, ưu tiên các tuyến chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có giải pháp thực hiện nghiêm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các thành phố lớn, quy hoạch khu dân cư, khắc phục xử lý triệt để các điểm đen trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Thứ năm là kiểm soát việc dừng đỗ xe trái phép, tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè, siết chặt công tác quản lý vận tải, gắn chặt trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải và có chế tài xử lý đối với chủ doanh nghiệp để lái xe vi phạm pháp luật gây tai nạn giao thông dẫn đến bị thương và chết người. Thứ sáu là cần quy định cụ thể hơn nữa nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương, các lực lượng trong triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thứ bảy là đề nghị xem xét sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ để phù hợp với thực tiễn phát sinh, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện nay, sớm sửa đổi bổ sung các nghị định 46 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa.
thành với báo cáo. Đại biểu Ma Thị Thúy cũng thể hiện sự tán thành cao với báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này. Sáng nay 30 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò quyền lực nhà nước ở địa phương của Hội đồng Nhân dân tỉnh, những điểm mới trong quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đáp ứng yêu cầu đó, việc thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động sẽ góp phần để mỗi đại biểu làm tròn trách nhiệm trước cử tri. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như kỹ năng giám sát về thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng Nhân dân, thường trực, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư công, kỹ năng tổ chức phiên giải trình của thường trực Hội đồng Nhân dân và giám sát hoạt động lập pháp. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2019. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn huyện Yên Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Huy Sắc, chi bộ 5 Đảng bộ thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn. Đảng bộ thị trấn cũng trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân trân trọng chúc mừng các đảng viên lão thành. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí đảng viên. Chiều nay, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã đến trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Lã, chi bộ thôn 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. Hôm nay 30 tháng 10, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang đã dự và trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã An Khang, Đảng bộ phường Phan Thiết. Trong dịp trao huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm nay, Đảng bộ xã An Khang có 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, Đảng bộ phường Phan Thiết có 27 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trân trọng trao huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định, việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn những đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung đã đến thăm hỏi sức khỏe và trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nông Thị Đức, Đảng bộ xã Thái Long, đảng viên Nguyễn Văn Tiệu và đảng viên Vũ Văn Thụ thuộc Đảng bộ phường Minh Xuân. Ngày 30 tháng 10, huyện ủy Sơn Dương tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 mở rộng, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ giải pháp quý 4 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương. Trong 9 tháng năm 2019, huyện Sơn Dương đã đạt được một số kết quả trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 81.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 4.700 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, các ngành địa phương trong huyện tập trung hoàn thành các mặt công tác, tiến hành rà soát, đánh giá kế hoạch năm 2019 để có cách tháo gỡ khó khăn, để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành dự thu ngân sách, chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu của tỉnh Tuyên Quang đạt gần 71 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng lên tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này sẽ là động lực để Tuyên Quang có thể thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về giá trị xuất khẩu hàng hóa.
Khoảng vài năm trở lại đây, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Tuyên Quang đã có bước tiến rõ rệt. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. Một số doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của tỉnh liên tục những năm gần đây đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, qua đó đã góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Cái khủng hoảng kinh tế thế giới thì ảnh hưởng không nhỏ đến cái sự phát triển chung của doanh nghiệp Việt Nam. Nói chung và doanh nghiệp không, công ty cổ phần sinh hoạt cũng không tránh khỏi cái khủng hoảng đó. Tuy nhiên là ngay từ thời gian đầu chúng tôi đã xác định rõ ràng cuộc chiến tranh thương mại cũng vẫn còn kéo dài hơn nữa. Cho nên là chúng tôi đã lường được những cái vấn đề trước mắt. Chúng tôi mở rộng thị trường và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt năm 2019 chúng tôi xuất khẩu bột giấy sang thị trường Iran. Đây cũng là một cái thị trường rất tiềm năng. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển thì các cấp các ngành trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều chính sách, cơ chế và giải pháp hợp lý để tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thông thoáng, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi như hỗ trợ vốn, mặt bằng, đào tạo nhân lực, cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong 9 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu của Tuyên Quang hiện đạt gần 71 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng lên tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt được cái kế hoạch năm 2019 và nâng cao giá trị xuất khẩu hàng hóa thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các cái giải pháp phát triển vùng sản xuất hàng xuất khẩu tập trung, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Trên cơ sở đó thì xây dựng thương hiệu sản phẩm, đồng thời duy trì đẩy mạnh các cái mặt hàng xuất khẩu truyền thống của tỉnh. Để nhằm góp phần cùng với tỉnh đạt được kế hoạch về kim ngạch xuất khẩu đạt trên 135 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, hiện các doanh nghiệp cũng đang không ngừng đầu tư hiện đại hóa dây chuyền, quy mô chế biến, đẩy mạnh sản xuất. Đồng thời khai thác có hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử Tuyên Quang nhằm quảng bá thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu. Trong phần tiếp theo của chương trình, 43 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, đáp ứng những yêu cầu đổi mới. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt và vượt kế hoạch. Sáng ngày 30 tháng 10, Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, huyện Hàm Yên kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam công tác tại Lào. Các đại biểu đã ôn lại những năm tháng chiến đấu anh liệt của lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam, trong đó có những người con quê hương Tuyên Quang tại đất Lào. Các cựu chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự năm xưa, nay là lực lượng nòng cốt của Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh, đã cùng nhau đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân, tô thắm thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Lào, vận động các thành viên trong gia đình thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hôm nay 30 tháng 10, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tròn 43 năm xây dựng và phát triển. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả đã luôn mến mộ, đồng hành cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua. Đó là nguồn động viên, khích lệ những người làm báo phát thanh truyền hình Tuyên Quang luôn nỗ lực hơn nữa, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan báo chí tại địa phương. Tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Kịp thời phản ánh vấn đề mới. Thông tin đầy đủ, sinh động các mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng đảng. Những chương trình giải trí phong phú, hấp dẫn. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định vị thế, kênh thông tin thiết yếu, quan trọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua nhiều cái kênh thông tin đại chúng, thì đặc biệt là kênh của Đài Truyền hình Tuyên Quang, thì nói về tuyên truyền về xây dựng đường bê tông nông thôn và đặc biệt là xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố. Thì tổ dân phố chúng tôi thì cũng đã được thống nhất và triển khai tới toàn bộ bà con nhân dân. Thế và được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Những hình ảnh được phóng viên ghi lại từ khắp các địa phương trong tỉnh. Thông tin đến với người dân là nguồn khích lệ, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống vật chất, tinh thần ngày càng phát triển hơn. Là truyền hình
đã đem đến cho đời sống của bản thân cũng như là nhân dân ở trong, đặc biệt trong gia đình, là những sự nhận thức nhất định mà tạo ra một cái hưng phấn rất lớn cho là cái công cuộc xây dựng của gia đình cũng như của xã hội. Và mình thấy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấy là một trong những điều kiện tiên quyết đầu tiên mà những người dân người ta đòi hỏi, mà đài truyền hình đã đưa đến, thì chúng tôi thấy là truyền tải nhiều những nội dung rất là cụ thể, rất là sát đáng, rất là chi tiết. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức sản xuất, phát sóng trên 1.200 chương trình thời sự, hơn 400 chuyên đề, chuyên mục, tạp chí, 350 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Tây, Giao, Cao Lan, Mông. Ngoài ra, tổ chức tốt công tác phối hợp tuyên truyền, tiếp sóng, trao đổi chương trình với hai đài quốc gia và các đài địa phương trong cả nước. Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, hiện nay việc sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang được xây dựng khung lịch chặt chẽ, đảm bảo nội dung thông tin phong phú, đa dạng, nhất là các chương trình thời sự hàng ngày. Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền tập trung 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đặc biệt, Nghị quyết số 16 về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng, quảng bá tiềm năng, hiệu quả về phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương. Trong những năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả đối với công tác tổ chức tuyên truyền các cái cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như là cái việc tuyên truyền các cái tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, giúp cho ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như tỉnh nhà hoàn thành các cái mục tiêu kế hoạch về sản xuất nông nghiệp hàng hóa cũng như là xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 43 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, đáp ứng những yêu cầu đổi mới. Bên cạnh việc phát triển năng lực đội ngũ, Đài đặc biệt chú trọng đến việc khai thác hiệu quả thiết bị được trang cấp, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, tổ chức các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp, từng bước thực hiện lộ trình số hóa, hướng tới thực hiện truyền hình độ phân giải cao. Tự hào với truyền thống của ngành, những người làm phát thanh truyền hình Tuyên Quang hôm nay luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp báo chí trong giai đoạn hiện nay. Với số tiền đầu tư gần 2 tỷ đồng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa, huyện Na Hàng đang được xây dựng một nhà bán trú mới. Công trình sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Công trình này sẽ sớm trở thành dãy nhà bán trú cho học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Trước kia trên nền đất này là dãy nhà tạm bợ và ẩm thấp, gây khó khăn cho học tập và sinh hoạt của thầy và trò nơi đây. Chia sẻ với nỗi vất vả đó, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng lại khu vực này, với mong muốn học sinh của 14 thôn bản trên địa bàn được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt hơn. Từ khi mà có cái nhà bán trú ở đây ấy, mà được quân đội đầu tư ấy, thì đã đáp ứng được cái nhu cầu cho các em là trực tiếp là học ở đây, mà từ đó thì sẽ nâng cao được cái chất lượng giáo dục. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho nhà thầu là phải bảo đảm chất lượng công trình và thời gian để phù hợp với yêu cầu quy định của trên là trước ngày 20 tháng 11 để bàn giao. Trong suốt quá trình xây dựng tại đây thì chúng tôi đã giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Na Hàng cử cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia các cái ngày công như là đào móng và các cái phụ giúp cho nhà thầu. Đồng thời ban doanh trại của phòng hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên lên giám sát chất lượng công trình. Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú chủ cơ sở Yên Hoa đa số ở các bản xa trường hàng chục cây số, đường núi rừng trơn trượt nên các em không thể đi về hàng ngày. Vì vậy nhu cầu ở bán trú rất cao, chiếm tỷ lệ 75% học sinh toàn trường. Cháu ở đây từ năm lớp 6 rồi. Lúc đầu thì cháu ở đấy thì đồ có xuống cấp và mưa cũng có khi cũng giọt vào. Bây giờ thì có xây được nhà bán trú máy thì cháu rất thích ở đây. Được quân đội đầu tư cho 10 cái phòng khang trang. Tới nay là học sinh sẽ được vào ở đây và sẽ giảm cái tỷ lệ học sinh bỏ học và chất lượng sẽ
ngày càng sẽ tăng lên. Chỉ ít ngày nữa dãy nhà sẽ được khánh thành. Đây là món quà mà cán bộ chiến sĩ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dành tặng thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa, huyện Na Hàng nhân dịp 20 tháng 11 sắp tới. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Xuân Huy, huyện Yên Sơn đã thực hiện một việc tốt theo tấm gương của Bác gắn với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Qua đó đã có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp và nhiệm vụ học tập, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Cô giáo Lê Thị Trường đã thực hiện một việc tốt theo tấm gương của Bác là giúp đỡ hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp 11B1 do cô chủ nhiệm. Bằng sự quan tâm, chia sẻ cả về vật chất, tinh thần và hỗ trợ các em trong học tập, đã giúp các em tự tin vươn lên, có thành tích học tập tốt. Tôi đã giúp đỡ hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp vươn lên trong học tập. Và từ năm lớp 10 đến nay thì các em có nhiều cố gắng và tôi sẽ giúp đỡ tiếp cho đến hết lớp 12 cho các em lần sau có kết quả tốt nhất. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Xuân Huy. Mỗi việc đều được cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, từ những việc nhỏ nhất và đã trở thành thói quen, nếp sống thường nhật. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhà trường đã gắn một việc tốt bằng việc thực hiện một đổi mới trong giảng dạy, đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động đoàn thể và trong công tác quản lý, chỉ đạo. Bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình, tạo sự gần gũi, hỗ trợ lẫn nhau giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa giáo viên với học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện trong nhà trường. Với cái chủ đề năm học của năm nay nữa thì là chủ đề là dạy người. Thì đối với trường Trung học phổ thông Xuân Huy thì các thầy cô giáo cũng tập trung vào chủ yếu là giúp đỡ các em học sinh. Thế và cũng một số các đồng chí cán bộ giáo viên thì tập trung vào cái việc mà rèn kỹ năng sống cho các em học sinh. Đấy là những cái mà chúng tôi tập trung nhiều nhất. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Xuân Huy, huyện Yên Sơn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Nhiều năm liền, chi bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2019 ước tính đạt hơn 427 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm ước tính 427,05 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 217,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng ước tính nhập siêu 100 triệu đô la Mỹ, tính chung 10 tháng ước tính xuất siêu 7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 28,3 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay ở mức 1,64%. Ước tính tỷ lệ xuất siêu so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2019 sẽ là 0,4%. Với mức 6,98%, tăng trưởng kinh tế GDP 9 tháng đầu năm nay là mức cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây. Tuy vẫn còn không ít khó khăn và phải tiếp tục đối mặt với những thách thức, nhưng trong những tháng cuối năm, nhiều dự báo cho rằng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng cao với nhiều động lực quan trọng để đạt cũng như vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là từ 6,6 đến 6,8%. Nhìn lại hơn 3/4 chặng đường đã đi qua của năm, tình hình kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tốt hơn dự báo trong nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực. 9 tháng đầu năm tăng trưởng GDP đạt 6,98%, mức tăng cao nhất cùng kỳ trong 9 năm qua. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 2,5%, mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Thu ngân sách nhà nước tăng cao, giúp bộ chi còn 3,4% GDP và nợ công chỉ còn dưới 57% GDP. Để chính trị thế giới có những bất ổn và kinh tế thế giới liên tục là điều chỉnh giảm trong năm 2019. Nhưng mà những cái rung lắc đó không làm cho cái kinh tế Việt Nam suy giảm mà lại kinh tế Việt Nam chúng ta là tăng trưởng.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại, nhưng với mức tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Việt Nam đã khẳng định tính quyết đoán, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng. Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 3 vừa qua cũng cho thấy 80% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên trong quý 4. Đây chính là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy GDP tiếp tục đà tăng trưởng. Về đơn đặt hàng thì có 88,5% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định. Về đơn hàng xuất khẩu thì 88,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định. Thì điều này cho thấy rằng là tăng trưởng GDP quý 4 Việt Nam sẽ tiếp tục coi như là đà tăng trưởng. Đáng chú ý, vào tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 0,25% các loại lãi suất điều hành, giúp doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn. Cùng với đó là sự quyết liệt của chính phủ trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Đây luôn được coi là nguồn vốn mồi thúc đẩy đầu tư từ các thành phần kinh tế khác và đóng góp vào tăng trưởng theo cấp số cộng. Chưa nói đến việc chúng ta có thể đẩy nhanh hơn đầu tư công, giải ngân đầu tư công ít nhiều ở cái quý bạn quý 4 này. Thì cái việc mà tăng trưởng chắc trên dưới 6,9% cho đến 7% chắc là đạt được trong năm nay. Trong bối cảnh như vậy, các tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của kinh tế khu vực và toàn cầu. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI của Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67 trên 141 nền kinh tế, tăng 10 bậc và là quốc gia có số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới. Standard Chartered Việt Nam có tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 6,9% và tốc độ này được kỳ vọng sẽ duy trì đến năm 2021. Tạp chí US News and World Report vừa xếp hạng Việt Nam đứng thứ 8 trong số 20 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư. Đây là những đánh giá khách quan. Tối qua, theo giờ địa phương, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12 với kết quả 438 phiếu thuận và 20 phiếu chống. Đạo luật này sẽ được đệ trình lên Thượng viện Anh để xem xét. Dự báo với kết quả số phiếu cao nhất như trên, khả năng Thượng viện tán thành đề xuất của ông Johnson sẽ là rất lớn. Trước đó cùng ngày, các nghị sĩ Anh đã thông qua giai đoạn phê chuẩn đầu tiên của một dự luật kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm trên toàn quốc, ám chỉ đến việc đang có sự ủng hộ rất lớn đối với dự luật này khi nó tiến đến giai đoạn cuối cùng ở Hạ viện. Liên quan đến vấn đề Brexit, ngày 29 tháng 10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp mãn nhiệm ông Donald Tusk tái khẳng định Liên minh châu EU đã chính thức phê chuẩn quyết định gia hạn Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, đến cuối tháng 1 năm 2020, đồng thời cũng cảnh báo rằng đây có thể là lần gia hạn cuối cùng và nước Anh cần phải tận dụng thời gian này. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã kêu gọi EU không ủng hộ việc tiếp tục gia hạn tiến trình Brexit sau khi các nước thành viên EU lần thứ 3 đồng ý gia hạn tiến trình này. Thủ tướng Liban Al-Haziri ngày 29 tháng 10 đã tuyên bố ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Michel Aoun để đáp lại những người biểu tình. Liban đã nổ ra các cuộc biểu tình chưa từng thấy trên toàn quốc phản đối chính phủ. Ông Hariri đã kêu gọi toàn thể người dân Liban bảo vệ nền hòa bình dân sự. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra tại Liban, Thủ tướng nước này, ông Hariri, ngày 21 tháng 10 vừa qua đã tuyên bố ông ủng hộ lời kêu gọi bầu cử sớm của những người biểu tình. Phát biểu tại một cuộc họp báo trước khi phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Hariri cũng cho biết nội các Liban cùng ngày đã thông qua một gói cải tổ về kinh tế cũng như nhất trí ngân sách cho năm 2020. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ lần đầu tiên kể từ sau khi xảy ra hai vụ tai nạn liên quan đến dòng máy bay 737 Max khiến 346 người thiệt mạng, Giám đốc điều hành của tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, ông Dennis Muilenburg, đã thừa nhận các sai sót của mẫu máy bay này. Ông Muilenburg cũng đã lên tiếng xin lỗi về các vụ tai nạn máy bay liên quan tới dòng máy bay 737 Max, song vẫn bảo vệ kế hoạch phát triển máy bay 737 Max của Boeing. Phát biểu trước Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ ngày 29 tháng 10, ông Muilenburg nói rằng Boeing đã nhận thức được những sai sót của mình. Cuộc điều trần đã diễn ra đầy căng thẳng trước khi phát biểu. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã đề nghị gia đình các nạn nhân thiệt mạng giơ cao ảnh chân dung của họ. Theo ông, các nạn nhân đã thiệt mạng vì một vụ tai nạn không chỉ có thể ngăn chặn từ sớm, mà còn xuất phát từ hành vi che giấu thông tin liên quan đến hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ cho hay Boeing đã che giấu các tin nhắn của hai nhân viên trao đổi hồi năm 2016 khi một phi công của Boeing nói với các đồng nghiệp rằng
hệ thống kiểm soát bay hoạt động vượt ngoài kiểm soát trong các bài thử nghiệm trên mô hình bay giả lập. Giám đốc điều hành của Boeing sẽ tiếp tục ra điều trần tại Ủy ban Giao thông Hạ viện Mỹ trong ngày hôm nay 30 tháng 10. Hiện Boeing vẫn đang nỗ lực để các nhà quản lý cho phép đưa mẫu Boeing 737 MAX trở lại hoạt động ngay trong quý 4 năm 2019. Hãng chế tạo ô tô Fiat Chrysler liên doanh giữa Mỹ và Italia và tập đoàn Peugeot của Pháp đang đàm phán để tiến tới xây dựng một thực thể trị giá khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Theo các nguồn tin trên, nếu đàm phán thành công, ông Carlos Tavares, giám đốc điều hành CEO của PSA Group, công ty mẹ của Peugeot, sẽ lãnh đạo công ty mới với tư cách là CEO. Còn ông John Escan, chủ tịch của Fiat Chrysler, sẽ là chủ tịch. Sau nguồn tin cũng lưu rằng các cuộc thảo luận giữa hai nhà chế tạo ô tô đang diễn ra và chưa có gì đảm bảo hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận. Phía PSA và FCA đều không đưa ra bình luận nào về những thông tin này. Các nhà đầu tư đã đồn đoán trong nhiều năm qua rằng FCA đang tìm kiếm một đối tác sáp nhập do những động thái từ CEO tiền nhiệm của công ty này là ông Mark Machion. Tại tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore, Singapore đã đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lực sản xuất điện mặt trời sẽ tăng hơn 7 lần, lên mức 2 GWh. Như vậy, Singapore sẽ đáp ứng nhu cầu điện của 350 hộ gia đình, chiếm 4% tổng nhu cầu điện tiêu thụ của quốc đảo Sư Tử. Hiện năng lượng mặt trời đóng góp chưa đến 1% tổng nhu cầu năng lượng của Singapore. Hơn 95% lượng điện năng tại đây được sản xuất từ khí tự nhiên. Bên cạnh việc lắp đặt nhiều tấm pin mặt trời hơn cho các tòa nhà, Singapore lên kế hoạch tăng gấp đôi công suất của các mô đun năng lượng mặt trời nổi trong các hồ chứa của Singapore từ các kế hoạch hiện khoảng 160 MW và phát triển các giải pháp như tích hợp các tấm pin mặt trời trên các tầng thượng của tòa nhà. Singapore đã đưa ra một giải pháp để đạt mục tiêu này như tối đa việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên các bề mặt có sẵn, đầu tư các hệ thống lưu trữ năng lượng. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp ngoài sau chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có mù và sương mù nhẹ, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Độ ẩm trung bình 80 đến 90%.